Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao Việt Nam chưa ban hành luật biểu tình? Tại phiên họp thứ 37 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo báo cáo 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013, bắt đầu từ 2014 đến 2019, ông Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu lên câu hỏi tại sao chưa ban hành luật biểu tình. Theo ông Uông Chu Lưu, trong báo cáo của chính phủ có 3 luật đã nằm trong kế hoạch nhưng sao vẫn chưa được ban hành, đó là luật về hội, luật biểu tình và luật hiến máu. Ông Lưu đề nghị chính phủ cần xác định lộ trình ban hành chứ không nên để tình trạng này kéo dài. Luật sư Nguyễn Duy Bình khi trao đổi với phóng viên qua tin nhắn hôm 11 tháng 9 năm 2019 về giải thích về luật biểu tình. Xin trích, biểu tình là một quyền cơ bản và quan trọng nhất của nhân dân đã được hiến pháp quy định. Chính vì vậy, nhà nước không thể lấy lý do này, lý do khác để trì hoãn vô thời hạn. Xét về mặt tích cực, biểu tình cũng là động lực để góp phần hoàn thiện một nhà nước dân chủ văn minh, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hết trích. Theo đại biểu Quốc hội, sử gia Dương Trung Quốc, vấn đề cần thiết về luật biểu tình được đặt ra từ rất lâu rồi. Ngay sau khi nước Việt Nam giành độc lập năm 1945 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh liên quan luật biểu tình. Lúc đó được đặt dưới góc nhìn là luật tự do hội họp và trong hiến pháp đầu tiên cũng đã được đề cập tới. Qua một thời gian rất dài từ ngày còn chiến tranh cho đến mãi năm 2013 khi thông qua hiến pháp, ai cũng cảm thấy luật biểu tình sắp được ban hành. Nhưng rồi khi nhiệm kỳ thứ 13 trôi qua với việc luật vẫn chưa thực hiện được và đến thời điểm này theo đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã có quá nửa nhiệm kỳ thứ 14 mà nếu xem lại chương trình làm luật còn lại của nhiệm kỳ 14 thì cũng chắc chắn là luật biểu tình sẽ bị khất cho đến nhiệm kỳ sau, ông nhận xét, xin trích. Điều đó thể hiện sự lưỡng lự trong việc sự thực hiện cái luật vốn là rất cơ bản và rõ ràng, nó làm cho người ta rất là khó có thể kiểm soát được. Người ta thường e ngại rằng biểu tình có thể dẫn đến sự hỗn loạn, không kiểm soát được, nhưng ngược lại, không có luật biểu tình thì rõ ràng là nó gây cho người dân thực hiện quyền của mình và khó cho cả cơ quan giữ gìn trật tự an ninh vì không có cơ sở pháp luật nào để xử lý cho đúng luật. Do vậy, nó rất dễ đi đến việc lạm quyền và vì thế nó làm cho tình hình trở nên căng thẳng và không đáng có. Luật biểu tình được nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đề nghị xây dựng sau khi Hà Nội xảy ra liên tiếp những cuộc biểu tình vào năm 2011 nhằm phản đối Trung Cộng gây hấn ở Việt Nam. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2011, Quốc hội đã thông qua nghị quyết đưa dự luật biểu tình vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, dự luật này vẫn chưa được hình thành, thậm chí năm 2015 còn có ý kiến đề xuất rút dự án luật biểu tình ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội. Sau đó có thời điểm khi nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên vấn đề luật biểu tình thì tưởng chừng dự luật này sẽ hình thành, nhưng một lần nữa vào năm 2016, chính phủ Việt Nam lại xin lùi trình dự án luật biểu tình. Và từ đó đến nay, dự luật này vẫn chưa được ban hành. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể khi trao đổi với phóng viên hôm 11 tháng 9 từ Hà Nội cho rằng, xin trích, tôi nghĩ rằng tất cả các quyền con người được ghi một cách trân trọng, hiến pháp đều phải là một luật hay có một luật cho một số quyền để bảo đảm cho người dân thực hiện được những quyền này một cách văn minh. Trong những quyền mà được hiến pháp hiến định có quyền biểu tình. Vì vậy, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, phải có luật biểu tình để làm sao người dân có thể đăng ký biểu tình, nhưng không phải xin phép. Để người dân có thể thực hiện quyền biểu tình một cách thuận lợi nhất trong trật tự và không gây cản trở cho người khác, chứ không phải đề ra luật để cấm hay để quản lý hay gây khó dễ cho người biểu tình.
Kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung, cựu tù nhân lương tâm, hôm 11 tháng 9 đưa ra nhận xét với phóng viên về việc vì sao luật biểu tình cần thiết cho người Việt Nam hiện nay, xin trích. Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam hiện nay, cá nhân tôi thấy luật biểu tình rất cần thiết. Tại vì một chính quyền dù hoàn hảo đến đâu thì vẫn luôn luôn có những sai lầm. Cho nên, người dân có nhu cầu nói lên tiếng nói của mình, nói lên những bất cập để cho chính quyền trong nước, kể cả chính quyền nước ngoài lắng nghe. Chẳng hạn như ở Hồng Kông, người ta biểu tình yêu cầu Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ Hồng Kông, hoặc là ở Việt Nam thì bản thân người dân hoàn toàn có quyền xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là nhu cầu chính đáng cần thiết cho Việt Nam và thế giới. Hết trích. Vì sao qua nhiều năm Quốc hội nhiều lần muốn hình thành dự luật biểu tình nhưng luật biểu tình vẫn không được ban hành? Theo luật sư Nguyễn Duy Bình, ở Việt Nam từ trước đến nay do một bộ phận lớn tầng lớp cầm quyền lo sợ nếu cho phép biểu tình thì đất nước sẽ loạn hoặc bất ổn. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đã xảy ra nạn tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, nạn thu hồi đất đai trái phép và trái pháp luật, nạn con vua thì lại làm vua đã dẫn đến một bộ phận lớn quần chúng nhân dân có thái độ bức xúc, căm phẫn và không còn lòng tin đối với đảng và nhà nước, nên tầng lớp cầm quyền càng lo sợ nếu có luật biểu tình thì nguy cơ sẽ loạn và chế độ sẽ có nguy cơ bị mất quyền và quyền lực của tầng lớp thống trị cũng sẽ bị mất. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định, xin trích: tôi không hiểu ông Uông Chu Lưu nói lý do không đưa ra luật biểu tình là gì, nhưng tôi nghĩ một lý do quan trọng nhất vì họ là những người quản lý nhà nước. Họ nhìn vô lợi ích của họ, phục vụ cho lợi ích của họ, chứ không phải họ tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình. Hết trích. Anh Nguyễn Tiến Trung cho rằng chính quyền Việt Nam luôn gắn chữ biểu tình với chuyện bạo loạn lật đổ, dù bản thân trong Hiến pháp Việt Nam ban hành năm 2013 công nhận quyền tự do biểu tình của người dân Việt Nam, nhưng chính quyền vẫn sợ chế độ cộng sản bị lật đổ bởi biểu tình. Anh nói tiếp, xin trích: vì bản thân họ biết rất rõ là họ đã gây ra quá nhiều sự oan ức, bất công, đau khổ cho dân tộc Việt Nam, cho nên họ sợ người dân biểu tình lật đổ họ. Tôi có nghe một số quan chức nói cần luật biểu tình, có thể họ không rõ, chứ ngành công an, an ninh họ biết rất rõ sự căm phẫn của người dân, sự không hài lòng của người dân đối với chế độ. Vì vậy, ngành công an luôn luôn đưa ra những lý do để chặn chuyện biểu tình lại. Hết trích. Theo đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, vướng mắt của việc chậm trễ ban hành luật biểu tình thứ nhất là về tâm lý, vì quá lâu rồi chính quyền chỉ nhìn biểu tình về mặt tiêu cực của nó, ở sự hỗn loạn, ở những yếu tố tác động tiêu cực trong xã hội. Người ta thường hay lấy lý do chúng ta chưa quen, chưa có luật, chưa có tập quán, nhưng ông Dương Trung Quốc cho rằng, xin trích: đừng lấy lý do tâm lý chưa quen, chúng ta có những khó khăn bước đầu, nhưng chắc chắn chúng ta có luật và thực thi nghiêm túc thì người dân cũng quen luật, tuân thủ luật. Ngược lại, cơ quan gìn giữ an ninh xã hội cũng có cơ sở để mà xử lý một cách nghiêm khắc. Hết trích. Nguyên nhân chính theo ông Dương Trung Quốc là vẫn nằm ở cơ chế làm luật ở Việt Nam. Luật vẫn do cơ quan hành pháp thực hiện, ví dụ như luật biểu tình là do cơ quan công an. Cơ quan công an làm việc này thì sẽ có rất nhiều kinh nghiệm xử lý, nhưng luôn luôn nhìn biểu tình như một yếu tố tiêu cực của xã hội và tác động tiêu cực. Vì vậy, theo ông sẽ dẫn đến việc lưỡng lự nâng lên đặt xuống rất nhiều lần, và cho rằng không có luật thì cơ quan dễ phản ứng với những biểu tình hơn. Chính điều đó dẫn đến tình trạng gọi là lạm quyền, trong khi đó người dân lại không được thể hiện quyền của mình. Tuy đồng tình về việc cần thiết của luật biểu tình, nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng bày tỏ lo ngại, xin trích: rất có thể có một khả năng nếu để cho Bộ Công an dự thảo luật biểu tình thì tôi tin đến 99,9% đấy là luật quản lý biểu tình, và sẽ gây ra rất nhiều cản trở để bất kỳ cuộc biểu tình nào cũng sẽ trở thành cuộc biểu tình bất hợp pháp, giống hệt như luật lao động của Việt Nam với công đoàn của Việt Nam suốt mấy chục năm qua. Không cuộc đình công nào ở Việt Nam là hợp pháp cả theo luật hiện hành. Hết trích.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết chỉ muốn yêu cầu làm sao để tránh chuyện khi người dân thực hiện quyền được quy định trong một đạo luật lại phải thực hiện một cách bất hợp pháp. Đó là điều theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, Quốc hội cũng như chính phủ cần lưu ý. Khi Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đứng lên đặt câu hỏi tại sao chưa ban hành luật biểu tình, một vấn đề mà đảng cầm quyền luôn xem là cực kỳ nhạy cảm và liên đới tới âm mưu lật đổ chính quyền, với vẻ bức xúc không đến nỗi bị người dân nghi ngờ là giả tạo. Cử tọa đã không thấy sếp của ông ta là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phản ứng gì, cũng không thấy bà Ngân vội vã cắt ngang lời ông Lưu như cái cách mà nữ quan chức này đã thô bạo chặn họng những đại biểu Quốc hội dám tọc mạch hỏi về luật bán nước, một hỗn danh mà dân gian Việt Nam đã đặt cho dự luật đặc khu và vụ phân bón giả Thuận Phong tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 và 6 2019. Câu hỏi của ông Uông Chu Lưu phát ra tại phiên họp thứ 37 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo báo cáo 5 năm triển khai thi hành hiến pháp 2013. Theo ông Uông Chu Lưu, báo cáo của chính phủ có 3 luật đã nằm trên kế hoạch nhưng vẫn chưa được ban hành, đó là luật về hội, luật biểu tình và luật hiến máu. Ông Lưu đề nghị chính phủ cần xác định lộ trình ban hành chứ không nên để tình trạng này kéo dài. Trước đó, những đề xuất cần có luật biểu tình chỉ xuất phát từ một số đại biểu Quốc hội, trong khi toàn bộ giới lãnh đạo cơ quan này đều câm như hến. Một cách sao y biểu cảm trước vụ các giàn khoan của Trung Cộng lao vào Biển Đông như một cái tát vào mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi thế, sự bức xúc của ông Uông Chu Lưu là hiếm có. Về thực chất, câu hỏi trên của Uông Chu Lưu là rất có cơ sở thực tiễn, được bắt đầu một sự thật hết sức bôi bác, thậm chí còn hết sức phản động vào năm 2011. Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Bộ Công an, cơ quan bị xem là công an trị và chuyên trấn áp, đàn áp những cuộc xuống đường vì môi sinh môi trường của người dân, chịu trách nhiệm soạn thảo luật biểu tình. Kể từ đó đến nay đã quá nhiều lần Bộ Công an thập thò bộ luật này vào mỗi lúc mà chế độ độc trị phát hiện ra triển vọng một hiệp định thương mại quốc tế hoặc TPP, hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, sau này chuyển thành CPTPP, hiệp định thương mại Việt Mỹ, hoặc EFTA, hiệp định thương mại tự do châu Âu Việt Nam. Nhưng sau khi đã ăn đủ hoặc cám cảnh vì mất ăn, đã quá nhiều lần cơ quan bộ này yêu cầu hoãn luật biểu tình khi nại ra lý do trong quá trình soạn thảo có một số nội dung phát sinh cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm biểu tình, quyền tự do biểu tình nơi công cộng, tụ tập đông người, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, có bao gồm việc tổ chức meeting biểu tình do đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức, việc khiếu kiện đông người, đình công, bãi thị, bãi khóa hay không. Vấn đề áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình biểu tình. Thực tế, thời gian còn cay đắng hơn nữa. Quyền biểu tình đương nhiên của người dân được quy định rõ ràng trong Hiến pháp năm 2002 đã bị treo cổ đến hơn 1/4 thế kỷ qua. Đã có quá đủ căn cứ để thấy rằng việc cố tình kéo dài thời gian soạn thảo dự luật biểu tình của Bộ Công an là hành vi tắc trách công vụ, vi phạm vào điều 4 của nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2015 do Chủ tịch Quốc hội ký ban hành tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 6 2014. Tháng 3 năm 2019, chính phủ của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa lấp ló thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ quan pháp lý và tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị địa phương để nghiên cứu xây dựng dự án luật biểu tình bảo đảm thực thi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
tránh các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để gây rối, mất trật tự, chống phá đảng và nhà nước ta. Khi đó, một lần nữa, trong quá nhiều lần bộ luật quyền dân này bị chính phủ từ thời nắm chắc ngọn cờ dân chủ của 3X Nguyễn Tấn Dũng đến liêm chính kiến tạo hành động của CLMV Nguyễn Xuân Phúc cùng cơ quan dân cử tối cao là Quốc hội lợi dụng như một thứ mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu liên quan đến TPP vào những năm 2014, 2016 và EFTA đang trong giai đoạn chuẩn bị ký kết vào những năm 2018, 2019. Cũng vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Thị Kim Ngân vừa kết thúc chuyến đi châu Âu, Pháp, Bỉ vào cuối tháng 3 2019 để vận động cho EFTA. Ngay sau khi về nước, bà Ngân đã chủ trì một phiên họp Quốc hội được báo Sài Gòn Giải Phóng tường thuật. Bà Ngân đã tỏ ra rất sốt ruột về việc chưa nhận được hồ sơ trình dự án sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, trong khi chương trình xây dựng pháp luật 2019 đã có dự án này. Chúng ta đã cam kết với Nghị viện châu Âu về thời hạn xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động. Đó chính là cơ sở quan trọng để Nghị viện châu Âu xem xét thông qua Hiệp định EFTA. Vậy mà bây giờ các bước cần thiết vẫn chưa được tiến hành. Thay vì trình hồ sơ dự án thì cơ quan trình lại chỉ báo cáo xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề. Như thế có phải là làm ngược với quy trình hay không? Bà Ngân bức xúc. Không chỉ yêu cầu Việt Nam phải sửa Bộ luật Lao động, Nghị viện châu Âu còn đòi hỏi chính thể Việt Nam phải cải thiện nhân quyền liên quan đến nhiều vấn đề khác như ban hành luật về hội, luật biểu tình. Nhưng những nội dung này đương nhiên chưa bao giờ được hệ thống báo đài quốc danh và giới quan chức Việt Nam thông tin chính thức cho người dân. Nhưng dù gì, kể từ thời Hội đồng châu Âu buộc phải hoãn việc ký kết hai hiệp định EFTA và EVIPA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam vào tháng 2 2019, với nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền của Việt Nam, giới chức vụ Hà Nội đã không còn dám coi thường những đòi hỏi cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu nằm trong bản nghị quyết chuyên đề nhân quyền Việt Nam mà cơ quan nghị viện này đã tung ra vào tháng 11 năm 2018 với rất nhiều nội dung chi tiết. Sau đó, và dù EFTA và EVIPA được ký kết vào tháng 6 2019, không có gì chắc chắn là hai hiệp định này sẽ được nghị viện mới của châu Âu bỏ phiếu thông qua vào đầu năm 2020. Nếu chính thể độc tài ở Việt Nam vẫn trí trá lươn lẹo không chịu cải thiện nhân quyền. Cũng kể từ thời điểm đầu năm 2019 cho tới nay đã hình thành một khoảng cách đủ lớn giữa hai cơ quan Quốc hội và Chính phủ Việt Nam liên quan đến những yêu sách cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu, trong lúc Nguyễn Thị Kim Ngân thực sự sốt ruột bởi bà ta có thể sẽ mất mặt vì đã cam kết với cộng đồng châu Âu và những nước trong khối Liên minh châu Âu EU về Việt Nam sẽ cải thiện nhân quyền. Thì hàng loạt dự luật về quyền con người do chính phủ và các bộ ngành soạn thảo vẫn chưa đâu vào đâu, nếu không muốn nói là vẫn nằm trong ngăn kéo đầy bụi bặm. Minh họa điển hình cho quá trình soạn thảo đầy giả dối như thế là Bộ luật Lao động sửa đổi vào thời điểm Nguyễn Thị Kim Ngân bức xúc, một bí mật đã lộ hẳn ra. Suốt từ cuối năm 2018, thời điểm tái khởi động quy trình chuẩn bị ký kết phê chuẩn EFTA, cho đến khi đó, các bộ ngành đã gần như không làm gì cả đối với việc sửa đổi nội dung của Bộ luật Lao động để đáp ứng đòi hỏi của Hiệp định EFTA. Còn thực chất, đằng sau động thái chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu xây dựng luật biểu tình chỉ là sự tiếp nối của một chuỗi động tác đối phó và ma mị nhằm đạt được mục tiêu ký kết và phê chuẩn EFTA ngay trong năm 2019 mà chưa có gì được xem là thành tâm. Nhưng thủ đoạn trí trá, giả hoạt và lươn lẹo ấy lại luôn là một sai lầm về sách lược của Đảng và nhà nước ta. Bởi lẽ đơn giản là với một bộ công an còn được biệt danh là bộ đàn áp nhân quyền quá tai tiếng và đàn áp biểu tình và vô số nạn nhân tra tấn người dân, việc giao cho bộ này làm luật biểu tình trong khi đúng ra phải giao cho Bộ Nội vụ là quá bất hợp lý.
chẳng khác nào giao trứng cho ác và tiếp thêm một mồi lửa thách thức EU và các chính phủ tiến bộ trên thế giới. Cho dù luật biểu tình có được thông qua trong năm 2019 hoặc trong năm 2020, thì những nội dung dự thảo luật chỉ siết không mở của Bộ Công an thậm chí còn có thể hợp thức hóa cho hành vi của các lực lượng công quyền đánh đập, tra tấn người dân một cách côn đồ và lưu manh sẽ chẳng có bất kỳ ích lợi nào cho người biểu tình Việt Nam, nếu không muốn nói là những cuộc biểu tình dân sinh có thể sẽ bị chế độ công an trị dìm trong biển máu. Thậm chí chế độ công an trị Việt Nam còn tự cho nó có cái quyền trấn áp cả những cuộc tụ tập đông người không có yếu tố chính trị. Một vụ việc đáng căm phẫn xảy ra ngay sau ngày Quốc khánh Việt Nam là rất điển hình cho não trạng khiêu binh và đàn áp như thế. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, một đám đông hâm mộ đi đón nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang-wook đã bị lực lượng an ninh sử dụng nhiều biện pháp mạnh như hú còi báo động, sử dụng bình chữa cháy, dùi cui, trích điện để trấn áp, giải tán. Đó là lần đầu tiên người dân chứng kiến cách hành xử bạo lực của cảnh sát với những trường hợp tụ tập đông người không có yếu tố chính trị như thế, trong khi đám đông và các fan trẻ yêu điện ảnh Hàn Quốc không gây rối, không biểu tình, không bạo động, có chăng là sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ với thần tượng. Tại sao phải đàn áp? Nhiều người dân đều có cùng nhận định là cảnh sát đã quen thói bạo lực, lạm quyền nên cư xử với dân khốn nạn như thế đấy. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp được tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.